toàn thể quý đại biểu đã tham gia buổi hội thảo liên quan vấn đề về tổ chức và chăm sóc các bệnh nhân về COVID-F0 tại cộng đồng. Thì theo sự phân công của ban tổ chức thì tôi có một chuyên đề liên quan đến vấn đề về tổ chức khám bệnh từ xa trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Thì bài báo cáo này sẽ bao gồm có 4 cái nội dung khác nhau. Thứ nhất là phân tích bối cảnh dịch bệnh cụ thể nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó thì chúng ta phân tích được cái nhu cầu y tế của người dân và chúng tôi đã triển khai những bước can thiệp như thế nào và kết quả đạt được về cái mô hình về tổ chức khám chữa bệnh từ xa trong bối cảnh dịch bệnh COVID. Thì trên cái slide quý đại biểu có thể thấy rằng đây là cái bản báo cáo vào tháng 7 của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy được cái tình hình diễn tiến mắc bệnh COVID đó, nó đang chuyển ra, nó đang trở lại với cái tần suất bệnh mới ngày càng cao ở cả năm châu lục trên tổng số 6 châu lục. Chỉ riêng cái châu Âu thì cái số lượng bệnh nó giảm xuống, còn ở năm châu lục khác như châu Mỹ, ở châu Á vân vân thì cái lượng bệnh nó đang tăng dần lên. Thì cái điều này tất cả các đại biểu cũng đã biết là nó liên quan đến biến thể Delta mà chúng ta đã nghe nhiều cái tài liệu khác nhau báo cáo. Thì quay về tình huống của Việt Nam chúng ta thì bắt đầu từ khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 thì cái lượng bệnh nhân xuất hiện ngày càng tăng. Thì theo cái lực đồ báo cáo mà chúng ta thấy trên trên hình được trích từ số liệu ngày 3 tháng 9 năm 2021 cho thấy rằng là cái ngày 10 ngày 2 tháng 9 đó là cũng đã có trên dưới 12.000 ca bệnh mới. Thì điều này cho thấy rằng là cái diễn tiến bệnh cũng đang diễn tiến phức tạp và có nhiều cái vấn đề được đặt ra đối với chúng ta để làm sao để bảo vệ người dân chống lại dịch bệnh này. Thì ứng trước cái bối cảnh dịch bệnh đó thì về phía thành phố Hồ Chí Minh đó, thì cả hệ thống y tế của thành phố cũng như là của chính quyền đã có những cái giải pháp can thiệp khác nhau. Thì để phân các giải pháp can thiệp khác nhau đó thì tôi lấy theo cái mô hình về chăm sóc dự phòng 5 cấp độ. Thì đối với cấp 0 đó là cấp để dự phòng các yếu tố về nguy cơ trong cộng đồng, thì chúng ta đã thực hiện các vấn đề về tuân thủ 5K và gần đây nhất là mô hình 5T mà do Bộ Y tế phát động. Rồi chúng ta đã thực hiện giãn cách xã hội, rồi thực hiện cách ly tập trung đối với một số cái người bệnh để chúng ta hạn chế vấn đề lây nhiễm cộng đồng, và chúng ta thành lập những vùng xanh để bảo vệ những khu dân cư mà chưa có ca bệnh vân vân. Và một trong những hoạt động mà phải nói là giải pháp căn cơ chính là hoạt động triển khai tiêm chủng vaccine cộng đồng, và chúng ta thấy rằng là đã triển khai nỗ lực triển khai trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó thì hệ thống y tế cũng triển khai những cái giải pháp khác nhau trong mức độ cấp 2, cấp 3 và cấp 4, là dự phòng cấp 2, cấp 3 và cấp 4. Thì trong đó gồm có phân hệ thống y tế ra làm 5 tầng và hiện nay chúng ta gồm còn 3 tầng, rồi chuyển đổi công năng một số bệnh viện từ điều trị thông thường sang điều trị tập trung COVID để mong coi lại tình trạng sức khỏe của người bệnh. Và chúng ta có luôn cả vấn đề về phân cấp về điều trị sớm ngay tại nhà, ngay tại tuyến ban đầu và hình thành các cái mạng lưới các trạm y tế lưu động. Ngoài ra còn các giải pháp khác như là hỗ trợ dân sinh đối với những người bệnh đã sau khi phục hồi về lại cộng đồng vân vân. Thì đó là các giải pháp tương đối là tổng thể đánh ở những mức độ khác nhau. Thì tôi dành lại cái cấp 1 này thì nếu trong cái mô hình dự phòng của chúng ta định nghĩa theo Bộ Y tế, dự phòng cấp 1 là dự phòng là chúng ta đã có yếu tố nguy cơ và chúng ta ngăn ngừa làm sao để cho người bệnh diễn tiến vào bệnh. Thì với cái mức độ này thì nó tập trung đến cái vai trò của chính của tuyến y tế ban đầu và trong đó có hình ảnh của người bác sĩ gia đình chúng tôi ở đây. Thì các hoạt động mà thực hiện ở cấp này bao gồm vấn đề về chúng ta khám phát hiện sớm và cách ly bệnh nhân, và chúng ta đã triển khai các mô hình điều trị bao gồm có điều trị sớm, điều trị dự phòng và thậm chí là chuyển bệnh cấp cứu đối với những trường hợp bệnh nhân bị bệnh nặng. Tuy nhiên thì chính vì vấn đề chúng ta triển khai mà ở cấp độ mà dự phòng bệnh này á, mà chúng ta có những cái giải pháp liên quan vấn đề phải là sàng lọc, phải phải định hướng, dẫn đến thì có một cái hiện tượng mà chúng tôi ghi nhận ở thành phố Hồ Chí Minh rất là rõ là từ khi triển khai áp dụng vấn đề về rà soát tầm soát COVID á, thì dẫn đến là người bệnh người ta ngại đến các đơn vị y tế, và khi người ta ngại đến các đơn vị y tế đó thì vô hình chung đó là các nhu cầu sức khỏe đang có người dân vốn đã có sẵn đó thì họ một đằng đó là
họ không đến được y tế được chăm sóc được phù hợp, hoặc rằng là họ sử dụng đến các giải pháp mà nó không chính thức, dẫn đến là cái tình trạng bệnh nó có thể nặng lên thêm. Và đơn cử ví dụ chẳng hạn như là trong các bệnh lý về cấp tính, về cấp cứu, nhưng vì lý do nào đó người ta ngại đến bệnh viện để vì sợ lây nhiễm COVID, dẫn đến người ta không đến bệnh viện sớm, để đến bệnh viện tiến nặng lên, và ví dụ như bệnh ngoại khoa, ví dụ thừa vân vân. Thì đây là những cái gọi là mặt trái mà chúng ta thấy được cho chúng ta áp dụng cái biện pháp mà ta tầm soát quá khắt khe đối với COVID, dẫn đến là cái việc sử dụng dịch vụ y tế của người dân nó sẽ giảm và ảnh hưởng đến, tất nhiên ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người bệnh. Thì chính từ cái câu chuyện đó thì đối với cái gia đình của chúng tôi là công tác ngoại trú á, thì thấy rõ rất là nhiều. Tại vì nếu như mà trước khi được bệnh á, cái lượng bệnh là 10, thì khi vào được bệnh á, thì cái lượng bệnh nó giảm dần xuống còn 6 phần 10, còn 3 phần 10, và đến giai đoạn hiện nay là chưa đến 1 phần 10. Có nghĩa là 9 phần 10 bệnh nhân kia hiện nay là đang ở đâu đó, chứ không có đến khám bệnh. Thì chính vì câu hỏi đó thì chúng tôi mới phân tích trong các cái nhu cầu sức khỏe của người bệnh nó cho bệnh ngoại trú như thế nào. Thì như các quý đại biểu cũng đã biết thì thực tế nhu cầu khám chữa bệnh ngoại trú của người bệnh thì khá đa dạng. Thì chúng tôi có thể phân thêm có 5 nhóm nhu cầu khác nhau, như ta thấy trên cái hình phía trên. Thì trong 5 nhóm nhu cầu khám bệnh ngoại trú này đó, thì khi chúng ta đi phân tích vào sâu bên trong á, thì thấy rằng là đối với những cái nhu cầu khám về vấn đề sức khỏe mới thì 80% là bệnh lý đơn giản. Và một số trường hợp á, thì nó đến có thể là những cái nhu cầu về cấp cứu, nhưng mà nếu chúng ta phát hiện được tốt á, thì chúng ta điều hướng tốt thì nó cũng là một cái vấn đề về ngoại trú. Bên cạnh đó thì phần lớn các trường hợp còn lại nằm ở bệnh lý mãn tính, theo dõi uống thuốc kéo dài giống như bệnh tăng huyết áp, bệnh đái tháo đường, và một số bệnh lý về phục hồi chức năng ví dụ như sao tai biến, sao nhồi máu cơ tim vân vân. Thì đây là cũng những mặt bệnh chúng tôi thường chăm sóc trong ngoại trú, tuy nhiên hiện nay họ không đi sử dụng dịch vụ y tế. Ngoài ra thì còn một số cái nhóm đối tượng khác sử dụng các vấn đề như là về thay đổi tâm lý, tương tác tâm lý, thay đổi hành vi, thay đổi thói quen, nguy cơ vân vân, và thậm chí là có một số bệnh nhân cũng cần phải vấn đề về tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh và nguy cơ. Thì khi nhìn thấy, khi phân tích sâu vào các cái nhóm nhu cầu sức khỏe này, thì chúng tôi ghi nhận rằng là đến 75% các nhu cầu này có thể được thực hiện thông qua vấn đề tư vấn khám chữa bệnh từ xa và hệ thống vi tính, chứ không cần nhất thiết người bệnh phải đến phòng khám. Bệnh nhân trong một số trường hợp ví dụ như cấp cứu đi, thì việc khám bệnh từ xa này cũng để phát hiện những trường hợp đó và điều hướng người ta phù hợp đến các đơn vị y tế, để tránh trường hợp người ta ngại đến các dịch vụ y tế vì lý do bệnh dịch COVID dẫn đến bệnh nó chuyển tiến đến giai đoạn trễ và cái tiên lượng người ta sẽ không được tốt bằng so với vấn đề can thiệp sớm. Thì xuất phát từ cái nhận định đó, trên 75% các vấn đề sức khỏe có thể được giải quyết bằng mô hình khám bệnh từ xa. Thành ra chúng tôi đã, trong bối cảnh của phòng khám đại học y khoa Bằng Thạch, thì đã triển khai các cái công cụ khác nhau để sao có thể thực hiện được vấn đề về khám bệnh từ xa. Thì khi nhìn đến cái giải pháp này thì chúng tôi cũng tham khảo một số cái tài liệu khác nhau của các nước trên thế giới, thì thấy rằng là các nước như châu Âu và châu Mỹ thì hiện đẩy mạnh rất là nhiều, họ đã chuẩn bị các căn cứ về cơ sở pháp lý, được thanh toán bảo hiểm y tế vân vân. Và trong cái giai đoạn mà dịch bệnh thì cái mà nếu như trước khi dịch bệnh đó, thì có những cái ý kiến cũng còn trái chiều về cái chất lượng cũng như là cái khả năng của cái mô hình khám bệnh từ xa trong vấn đề đáp ứng với cái yêu cầu của người bệnh. Tuy nhiên khi mà dịch bệnh đã xảy ra rồi đó, thì thực tế đã bên ngoài cho thấy, ví dụ như cái hình chúng ta đang thấy là chính là cái biểu đồ về cái số lượt khám bệnh trực tuyến ở bên Pháp. Thì nếu như trước tháng 11 năm 2020 thì rất ít các trường hợp mà bệnh nhân khám bệnh trực tuyến, nhưng mà sau giai đoạn đó khi nó bước vào đợt dịch thứ hai thứ ba của tại châu Âu, thì khi đó thì cái lượt bệnh nhân đến sử dụng các dịch vụ khám bệnh từ xa nó ngày càng tăng lên, và nó có giảm cho đôi chút sau cái đợt dịch nhưng mà vẫn giữ ở mức cao. Thì trong quá trình mà thực hiện các mô hình này thì ở tại các nước châu Âu cũng như châu Mỹ thì ta hoàn thiện dần, người ta phát hiện được những vấn đề bất cập của mô hình và người ta ngày càng hoàn thiện để phát triển nó thêm. Và một số tài liệu hiện nay cũng cho thấy rằng là cái mô hình này vẫn sẽ tiếp tục sử dụng ngay cả sau cái đợt dịch COVID. Đối với cảnh Việt Nam thì như thế nào? Thì khi xem các văn bản khác pháp lý khác nhau thì thấy rằng là bản thân Bộ Y tế cũng đã có những cái văn bản hướng dẫn rất là chi tiết và tạo điều kiện cho vấn đề phát triển cái mô hình mà khám bệnh
tư vấn khám bệnh từ xa. Cụ thể nhất là gần đây tháng 6 năm 2020 là Bộ Y tế có cái đề án về khám chữa bệnh từ xa, và sau đó là có cái văn bản hướng dẫn về cái tổ chức hội chẩn và tư vấn khám bệnh từ xa. Thì cũng tương ứng với thực hiện tháng 6 năm 2020 đó thì quyền Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có một cái buổi lễ để kết nối với 1.000 cơ sở y tế khám chữa bệnh từ xa. Thì đây là cái hình ảnh mà chúng tôi lấy lại từ sự kiện đó. Thì quay lại cái bối cảnh của phòng khám Đại học Y khoa Phạm Thạch thì chúng tôi triển khai bắt đầu từ đầu tháng 7 một cái mô hình là khám tư vấn khám bệnh miễn phí cho COVID và các bệnh lý về chuyên khoa. Thì chúng tôi xây dựng cái đội ngũ gồm các tổng đài và đội ngũ về chuyên viên cũng như là các cái chuyên gia phối hợp trên cái hệ thống đó, và lần lượt cung cấp các giải pháp dịch vụ khác nhau, trong đó gồm ban đầu là chỉ là tư vấn khám chữa bệnh về COVID. Tuy nhiên sau khi triển khai mới thấy rằng là cái nhu cầu về khám bệnh chuyên khoa cũng rất lớn, tại vì bệnh người ta vẫn có những bệnh lý khác chứ không nhất thiết COVID, thành ra chúng tôi mở rộng ra về khám bệnh về chuyên khoa, rồi sau đó là về vấn đề về khám tâm lý, và bây giờ là luôn là can thiệp tâm lý từ xa thông qua cái hệ thống vi tính. Rồi thông qua việc khám bệnh đó, chúng tôi xác định được một số cái nhu cầu cụ thể, thì tại phòng khám của nhà trường cũng là tổ chức phát một số cái cơ thuốc miễn phí cũng như là cho mượn bình oxy miễn phí để giúp cho bệnh mình, nhất là trong giai đoạn đầu tiên khi mà có một cái đợt bệnh đến cũng tương đối đột ngột, và một số người bệnh người ta cũng khó khăn trong việc xoay sở về vấn đề thuốc men và bình oxy. Thì đến thời điểm hiện nay thì tiếp nối sự thành công của những cái mô hình đó thì chúng tôi bắt đầu triển khai thêm cái bước kế tiếp là khám tư vấn miễn phí cho người nước ngoài và xây dựng cái mô đun gọi là mô đun hội chẩn tham chiếu chuyên môn và chuyên khoa. Thì cái mô đun này á, chúng tôi sử dụng chính cái nguồn nhân lực chính là các đội ngũ về các cái bác sĩ giảng viên có trình độ cao của nhà trường tham gia cung cấp thông tin tham vấn cho các cái mô hình giải pháp khác nhau của cái hệ thống y tế để đáp ứng với dịch bệnh COVID. Như chúng ta đã thấy trên biểu đồ gồm có cung cấp thông tin cho kênh cấp cứu 115, tổ y tế từ xa, tổ quản lý sức khỏe không tại nhà, đường dây 1022, đường dây nóng của thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho người dân trong vấn đề về cung cấp thông tin và chữa bệnh. Rồi tham vấn cho các bác sĩ đồng nghiệp của chúng tôi đang công tác tại các phòng khám đa khoa hay phòng mạch tư, và cho các đội ngũ cấp cứu chuyển viện vân vân. Hay nói cách khác là từ cái một cái giải pháp về khám tư vấn điều trị từ xa cho người bệnh, chúng tôi đã xây dựng ra một cái hệ thống có tính chất về chuyên môn, tham khảo về chuyên môn để giúp cho các đồng nghiệp của các chuyên môn ngành khác có thể liên hệ để mà lấy được thông tin và cũng như là chia sẻ những cái nguồn thông tin giúp cho người bệnh. Thì trong quá trình thì đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã có những công cụ khác nhau để phục vụ cho cái mô hình này cho nó hiệu quả, bao gồm có một công cụ theo dõi các cái vấn đề về danh sách người tham gia, lịch trực vân vân, đủ làm sao phủ được cả 3K sáng chiều tối, và có trên dưới 120 người tình nguyện tham gia trong cái mô hình này. Rồi chúng tôi có bệnh án để trao đổi để cung cấp hình ảnh thông tin của người bệnh cho các bác sĩ, và chúng tôi có kênh video riêng để đảm bảo rằng là cái thời gian tương tác, cái thời điểm tương tác giữa bệnh nhân với bác sĩ là hoàn toàn là riêng tư, và sau khi kết thúc phiên thì vẫn đảm bảo được tính riêng tư của bác sĩ, tại vì như các quý đại biệt cũng biết rằng là khi người bệnh người ta cũng có những cái thắc mắc đó, thì mà nếu mà ta biết được số điện thoại bác sĩ thì người ta cũng liên hệ liên tục, dẫn đến thì ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của các đồng nghiệp chúng ta. Thì chính vì vậy chúng tôi phải thông qua cái tổng đài để có thể điều phối và giảm bớt cái stress đó cho nhân viên y tế, và cũng giúp cho chúng ta có thể đáp ứng được cái nhu cầu lớn của người dân. Thì với kết quả đạt được thì một số chúng tôi đã có một cái kênh riêng và cung cấp được cái giải pháp cho người bệnh. Thì cái giải pháp của chúng tôi á, trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đó, thì nó không phải là giải pháp duy nhất, mà là cái giải pháp được thực hiện trong bối cảnh là có nhiều cái giải pháp đồng bộ khác nhau của nhà trường cũng như là của các cái đơn vị y tế khác. Ví dụ như trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh cũng có cái mô hình về quản lý bệnh nhân F0 tại nhà vân vân. Thì với kinh nghiệm triển khai trong thời gian vừa qua thì chúng tôi ghi nhận rằng với cái mô hình mà khám bệnh từ xa này thì nó đã cải thiện được cái tính tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, là nó giảm được chi phí để sử dụng để can thiệp, ví dụ như là chúng tôi đã sử dụng nó để cung cấp thuốc và bình oxy,
thì chúng tôi đã sử dụng nó để tư vấn tâm lý cũng như là cũng điều hướng và huy động các nguồn lực khác nhau để hỗ trợ bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân có nguy cơ cấp cứu tại nhà thì thông qua cái mô hình chúng tôi có thể huy động được cái cấp cứu 1 năm để đến cả cho người bệnh. Và đây là một trong những cái giải pháp chúng tôi xem là nó giúp cá thể hóa điều trị, tại vì người bệnh có thể biết được, có thể tương tác được, có thể tiếp xúc được một cái bác sĩ của họ. Và đây là một cái điểm rất là hay, thì nếu chúng ta xem là cái mô hình của chuyên ngành y học gia đình đó, thì cái việc mà làm sao cá thể hóa điều trị để có thể tổ chức chăm sóc toàn diện cho tại nhà là một trong những cái đặc điểm thế mạnh của mô hình chăm sóc theo nguyên lý y học gia đình. Thành ra việc mà chúng tôi phát triển cái giải pháp này trong quá trình dịch bệnh thì đáp ứng trước mắt là nhu cầu chăm sóc người bệnh trong bối cảnh Covid, nhưng mà về lâu về dài khi dịch bệnh đã qua thì đây cũng là một trong những giải pháp mà giúp cho củng cố sự phát triển của chuyên ngành y học gia đình. Về về phía cái mô hình đó, thì chúng tôi cho rằng đó đây là một cái giải pháp nó giúp hỗ trợ cái tính chất bối cảnh và nó đáp ứng một cái quần một cái giải về nhu cầu sức khỏe cụ thể. Ví dụ như 75% nhu cầu khám điều trị ngoại trú có thể được thực hiện giải quyết bởi cái mô hình khám từ xa này. Tuy nhiên cũng xin khẳng định là cái mô hình này là một cái mô hình có tính chất là hỗ trợ cho cái mô hình khám trực tiếp, và nó hoàn toàn không thay thế cái việc tiếp xúc giữa người bệnh với bác sĩ. Nó không thể thay thế cho các động tác thăm khám, nhìn sờ, gõ nghe bác sĩ, vân 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 vân. Nhưng mà nó là một cái giải pháp giúp chúng ta nâng cao được cái chất lượng của cái chất lượng của chăm sóc điều trị trên cơ sở là kết nối được giữa cái nhu cầu đơn giản với cái mô hình đơn giản và dành cái thời gian thì cái nguồn lực mà cao cấp để đáp ứng những cái vấn đề về bệnh lý cao cấp hơn. Thì đến đây thì tôi cũng xin cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi có được cái thời gian để giới thiệu về cái mô hình này, và cũng mong rằng là những cái gì mà đã phát triển được bởi cái mô hình này và những kinh nghiệm rút tỉa được có thể được chia sẻ với các quý đồng nghiệp trong các đơn vị y tế khác để làm sao chúng ta có được giải pháp tối ưu phục vụ để bảo vệ sức khỏe người dân của chúng ta chống dịch bệnh COVID. Xin cảm ơn tất cả mọi người.